vừa mới sinh ra đời đã bị bỏ rơi bởi chính người sinh ra mình. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bé gái lại được một người phụ nữ cứu giúp. Ai ngờ rằng trong nhà còn có 5 người anh em bị tàn tật. Nhưng chuyện họ không biết được là bé gái này là một con cá quý đã tích đức 10 năm, có thể đem đến may mắn và bình an cho những người xung quanh. Thật đúng là xui xẻo, lại là một đứa con gái. Đến khi nào ta mới có thể sinh được ra con trai đây? Vừa nói xong, người đàn ông này liền đạp tôi xuống nước, sau đó cứ thế bỏ đi. Hôm nay nước chảy khá lớn, Dương Miễu Miễu cứ thế mà trôi theo dòng nước xuống hạ lưu. Không phải chứ, nghe bảo khi chúng sinh không phải là tiểu thư đại cát thì cũng là thiếu gia nhà giàu, sao tôi lại phải chịu tình cảnh khổ sở thế này? Trời đất ơi, tôi tích đức mấy năm hay là đã tích phải nghiệp gì rồi? Bên cạnh ngọn núi nhỏ bên bờ sông, một người phụ nữ ôm lấy đứa con đã tắt thở của mình. Ông trời ơi, tôi sinh ra 6 đứa con, 5 đứa trước đây đều bị tàn tật, không dễ gì sinh ra được đứa con thứ 6 này. Cả dòng tộc này chỉ còn biết trông chờ vào nó, nhưng đứa trẻ này vừa sinh ra đã không chống chịu nổi rồi. Ông trời ơi, rốt cuộc tôi đã tạo phải thứ nghiệp gì? Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Cuối cùng, người phụ nữ không còn cách nào khác, cô ấy tuyệt vọng rồi, cô từ từ đi xuống giữa dòng nước chảy xiết, rồi dần dần chìm xuống dòng nước đến khi không còn thấy đâu. Dương Miễu Miễu lúc này cũng đã trôi dạt tới đây. Cô gái nghe thấy tiếng khóc, liền theo bản năng đưa tay vớt lấy chậu gỗ. Cô ấy mở mắt ra xem kỹ, thì ra là một bé gái, trắng trắng sạch sẽ, đôi mắt to sáng long lanh. Bọn họ lúc này nhìn nhau, đột nhiên bé gái cười phá lên, nhìn thấy tình cảnh trước mặt, cô ấy cảm thấy dường như con mình đã sống lại rồi, liền cầm lấy chậu gỗ mang lên trên bờ. Mẹ bọn trẻ ơi, em ở đâu rồi? Mẹ bọn trẻ ơi. Nghe thấy tiếng gọi của người đàn ông, cô ấy liền vẫy tay gọi. Bố của bọn trẻ, em ở đây, lứa bé. Anh Lý lúc này liền chạy đến xem, thấy trên tay vợ mình đang ôm một đứa trẻ đáng yêu, anh ấy liền lập tức chấn kinh. Mẹ bọn trẻ à, không phải con của mình đã mất rồi sao? Em nhận nó, bọn mình lại có một đứa con mới rồi, nhà Lý bọn mình có hy vọng mới rồi. Đi, mau theo anh về nhà, bên ngoài lạnh thế này, em vừa mới sinh con, cơ thể còn yếu, mau đi với anh. Vừa về đến nhà, anh Lý liền đem đến cho vợ và con đồ mặc. Cô Lý vừa thay quần áo xong, liền nở nụ cười mãn nguyện nhìn chồng. Bố của bọn nhỏ à, anh xem, đứa trẻ này lớn lên sẽ rất đáng yêu. Đây chính là duyên phận, nó sau này sẽ là đứa con gái bảo bối của chúng ta. Được, xem ra mình được an ủi rồi. Thằng đầu với thằng hai bị ngốc từ nhỏ, thằng ba với thằng tư thì bị tàn tật, thằng năm thì cũng không làm được gì. Lên 2 tuổi rồi mà cũng không biết nói, cũng không biết kiếp trước chúng ta đã tích phải thứ nghiệp gì, mà bây giờ nhà chúng ta lại phải chịu cảnh khốn khổ này. Vừa mới sinh con lại phải ngâm nước lạnh, ngày hôm sau cơ thể bà Lý đã chịu không nổi, đã bị bệnh rồi, còn phát sốt khá cao. Anh Lý lúc này vô cùng lo lắng. Mẹ của bọn nhỏ à, em sốt nặng lắm rồi, hay là anh đi gọi đại phu về cho em nhé? Không cần đâu, gọi đại phu tốn kém lắm, nhà chúng ta giờ đến đồ ăn cũng hết rồi, em nghỉ ngơi một tí là được rồi. Anh mau mang Tiểu Lục qua đây, để em vắt sữa cho con uống, hôm qua đến giờ con bé vẫn chưa có gì vào bụng. Ông Lý thở dài một hơi, sau đó cũng mang Dương Miễu Miễu qua. Làm sao bây giờ, hình như em không có sữa. Cô ấy dùng được một hồi, vẫn không vắt được chút sữa nào. Em đừng lo lắng, để anh qua nhà ba mẹ xem thử, xem có thể sinh được vai của chúng quy không. Anh Lý nhanh chóng đến nhà của bố mẹ, bọn họ biết thằng con mình đến sinh trứng, liền cầm gậy đuổi từ công đuổi ra. Cũng không tự biết đã sinh ra thứ tạp nham gì, còn đòi ăn trứng gà sao? Các người xứng à, năm đứa con trước sinh ra không phải điên thì cũng tàn tật. Đứa này ít nhiều cũng không khá khẩm hơn là mấy, ăn chỉ tốn của mà thôi. Mau cút đi, đừng có ở đây lấy sự xui xẻo cho gia đình này. Anh Lý không sinh được trứng liền thất thần lo lắng, lặng lẽ chậm chậm đi về nhà. Nghĩ đến việc vợ con ở nhà không có sữa, còn không có đồ ăn, trong lòng anh ấy vô cùng lo lắng. Sau đó anh nhanh chóng đi ra bên cạnh bờ sông, xem thử có tìm thấy thứ gì đó mang về cho vợ con hay không. Anh Lý cầm lưới ném xuống dưới lòng sông, đợi một ít thời gian, sau đó cầm lên xem. Bên trong lúc này có rất nhiều những con cá lớn. Chuyện gì thế này? Sao hôm nay lại may mắn đến vậy? Vừa về đến nhà, anh Lý liền làm ngay cho vợ một tô súp cá lớn. Vợ anh ấy uống xong tô ốc cá liền rất vui vẻ, cơn sốt của cô ấy cũng thuyên giảm rất nhiều. Nhìn đứa con gái Dương Miễu Miễu đang cười trong tay của mình. Bé Lưu à bé Lưu, con phải bình bình an an trưởng thành, sau này lớn lên còn phụ giúp cho bố mẹ nhé. Dương Miễu Miễu lúc này nhìn vào cô Lý, từ lúc này hình như bé đang cảm nhận được tình yêu từ mẹ của mình. Cô ấy nở nụ cười rất ngây ngô. Bố bọn trẻ à, anh nhìn xem, Tiểu Lưu đang cười với em này. Đứa bé này mới sinh ra được mấy ngày, đã biết cười rồi, sau này nhất định sẽ rất thông minh. Nhà bọn mình có hy vọng rồi. Anh Lý lúc này ôm lấy đứa bé vào trong lòng, nhìn nó cười không ngớt. Đây là đứa con khỏe mạnh duy nhất trong nhà của bọn họ, còn là một người con gái, bọn họ xem nó như bảo bối. Mẹ bọn nhỏ à, đây nhất định là món quà mà ông trời đã tặng cho vợ chồng mình. Nói rồi bọn họ vừa nhìn nhau vừa cười rất hạnh phúc. Lúc này bên ngoài truyền vào một tiếng gọi. Anh trai chị dâu, mọi người có trong nhà không? Hai người này một là người con gái thứ hai, một là người con thứ ba của bố mẹ anh Lý. Hai người đến đây làm gì? Đương nhiên là đến thăm chị dâu, xem thử lần này chị ấy đẻ ra thứ quái thai gì. Em nói anh nghe, hai anh chị cần gì phải thế, đẻ làm gì nhiều, trong khi không có đứa nào bình thường cả. Ai cũng trở thành kẻ vô dụng, sinh nữa có tác dụng hay không? Người con gái thứ ba cũng chế giễu, chị dâu cho bọn em này xem đi, nghe nói chị còn muốn sinh trứng gà, xem thử liệu đứa trẻ quái vật này có đáng để được ăn trứng không? Tiểu Lưu nhà bọn chị không phải là quái vật, thích thì cứ xem đi. Bọn người này không tin, nhất định đi tới xem thử Tiểu Lưu có dáng vẻ thế nào. Nhìn thấy đứa trẻ trong lòng của chị Lý, người con gái thứ hai liền cười lớn.
Ái chà, tôi vừa xem gì thế này, hóa ra là một đứa con gái. Dù là bình thường thì đã sao chứ, cũng chỉ là thứ con gái rác mà thôi. Nếu em nói như vậy, không phải cô ba đây cũng có ba đứa con gái sao? Nghe đến đây, cô ba mặt mày liền yếu xuống. Cô ấy sinh ra ba đứa con gái, dù con cái bình thường nhưng cũng bị mẹ coi thường. Chỉ có cô hai có cả con trai con gái mới được gia đình yêu quý. Tất cả vinh quang của gia đình đều đặt lên người của cô hai, hy vọng rằng con cái của cô hai sau này sẽ thành tài, làm rạng danh gia đình. Lúc này cô ba tỏ ra rất tức giận, nghĩ một hồi cô ấy quát lên với chị Lý. Dù gì con cái tôi đẻ ra cũng bình thường, chị cứ đợi đó mà xem, tôi kiểu gì cũng đẻ ra được một đứa con trai xinh xắn. Nói xong cô ba liền giận dữ bỏ đi. Cô hai cũng cảm thấy vô vị, liền rời đi. Sau đó, kết quả nhìn thấy thau cá trên sàn nhà, cô ấy liền chấn kinh không thôi. Nhà của bọn anh sao lại có nhiều cá to thế này? Không phải chuyện của cô, cút đi. Cô hai lúc này rất tức giận, nhà của cô cũng chưa từng có nhiều cá to thế này. Tôi biết rồi, nhất định là mẹ đã cho các người đúng không? Tôi phải đi tìm mẹ hỏi cho rõ. Có đồ ngon lại không cho gia đình chúng tôi. Cô hai lúc này tức giận đùng đùng, vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng. Không ngờ vì đi nhanh quá, vừa ra tới cửa đã bị ngã té lộn cổ. Cô ấy hét lên đầy đau đớn. Lưng của tôi, lưng của tôi, tôi không đứng lên được. Anh Lý nhìn thấy vậy, liền đạp cho cô hai một cái rõ mạnh. Để tôi giúp cô vậy. Cô hai vừa quát mắng vừa đi. Các người cứ đợi đó, chuyện này tôi sẽ không để yên đâu. Sau khi đóng cửa xong, nhìn vào nhà đã nhìn thấy vợ mình mắt đỏ hoe. Mẹ bọn nhỏ à, đừng có buồn. Tính tình bướng bỉnh của cô hai cô ba, em cũng không phải không biết. Em chính là thấy mình có lỗi với anh. Sinh ra năm đứa con mà không được đứa nào bình thường. Để anh bị anh em họ hàng khinh thường. Em đúng thật là vô dụng mà. Em yên tâm, đợi bọn mình nuôi tiểu lưu lớn rồi, nhà của chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng yên ổn thôi. Chị Lý gật gật đầu. Sau đó, anh Lý dẫn theo thằng lớn với thằng hai đi lên đồng. Tuy rằng thằng lớn và thằng hai bị ngốc, nhưng bảo bọn nó làm chút việc vặt thì vẫn cứ là ổn. Đây là miếng đất mà bố mẹ đã để lại cho bọn họ. Không chỉ cằn cỗi, mà còn xa nhà. Đất nhà người ta trồng khoai lang vừa to vừa đỏ, còn khoai lang nhà của anh Lý chỉ nhỏ bằng bàn tay của trẻ con. Anh Lý cầm cuốc liên tục đào lấy một mảnh đất nhỏ, vừa đào lên, trước mắt anh ấy lúc này là một củ khoai lang vừa to vừa đỏ. Sau đó, anh ấy liền hăng hái đào một phần lớn của mảnh đất, không ngờ củ khoai nào đào lên cũng to như vậy. Đào được một lúc, cả nhà ba người bọn họ liền vui vẻ về nhà. Đang đi đường liền bị ông Hồng hàng xóm nhìn thấy. Cậu Lý à, cậu mang gì trên lưng đấy? Là khoai lang đó, năm nay bội thu. Ông Hồng không tin, liền đi ra xem thử. Kết quả nhìn thấy những củ khoai lang lớn như vậy, ông ấy cũng đã chấn kinh rồi. Sống ở cái thôn làng này nhiều năm như vậy, ông ấy cũng chưa từng nhìn thấy qua củ khoai nào to đến như vậy. Khoai của cậu có phải lại giống mới không? Sao lại có thể to đến vậy? Không biết nữa, chắc là may mắn thôi. Anh Lý dẫn hai đứa con của mình trở về nhà. Họ đều không biết đây là vận khí do Dương Miễu Miễu mang đến cho họ. Về đến nhà, anh Lý liền mang củ khoai to đến cho vợ xem. Vợ anh ấy cũng không tin nổi. Đây thật là khoai từ mảnh đất cằn cỗi nhà mình sao? Đương nhiên, anh có thể lừa em sao? Anh cứ sợ rằng khoai năm nay không đủ ăn, không ngờ lại to đến vậy. Con có thể đem bán kiếm được không ít tiền đấy. Mẹ bọn nhỏ à, sao anh phát hiện ra hai ngày hôm nay vận khí của anh lại tốt đến vậy chứ? Cô Lý lúc này cũng cảm thấy kỳ quái, cơ thể rõ ràng phát sốt rất nặng nhưng lại nhanh hết đến như vậy. Cô ấy nhìn vào Tiểu Lưu nằm ngủ bên cạnh mình, liền ôm Tiểu Lưu vào lòng. Bố bọn nhỏ à, em nói cho anh một chuyện kỳ quái. Hôm nay lúc em tắm cho Tiểu Lưu, em nhìn thấy vết bớt trên lưng của Tiểu Lưu. Vết bớt này có màu đỏ rất kỳ lạ, ngâm bên trong nước nhìn cơ thể phát quang giống như loài cá quý vậy. Đây sao có thể chứ?